Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật Ứng dụng Cắt Cắt là một cái ứng dụng chuyên chỉnh sửa xuất bản video Khá là chuyên nghiệp, nó có rất nhiều những cái tính năng hay Và đặc biệt là cái phần viết chữ, chạy chữ Nó có những cái hiệu ứng động rất là đẹp mà các cái ứng dụng khác nó không có Thế nhưng trên cái ứng dụng này nó lại hạn chế một số phông chữ Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn Cách thêm cái phông chữ tiếng Việt À, những cái phông chữ thư pháp vào cái ứng dụng này à, cực kỳ là đơn giản. À, trước tiên là chúng ta sẽ tải cái phông chữ thư pháp, phông chữ tiếng Việt về điện thoại, sau đó chúng ta sẽ lót vào ứng dụng cắt cắt này. thì đầu tiên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lót cái phông chữ thư pháp về. cái link của cái phông chữ thư pháp mình sẽ để ở phần dưới mô tả của video này. thì bây giờ mình sẽ nói luôn, rất nhiều bạn có comment là À, mình có xem hết video của bạn mà không biết cái phần mô tả video ở đâu, không thấy mô tả video ở đâu, thì uh, các bạn uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Khi các bạn vào một uh, kênh YouTube của ai xem một bất kỳ một cái video nào đó của ai, thì chúng ta ví dụ bây giờ mình sẽ vào một cái kênh chia sẻ pro của mình, thì đây chính là cái cái kênh không, không, không. mà mình uh, chuyên chia sẻ những cái uh, video, những cái hiệu ứng cho các bạn. thì uh, khi chúng ta xem video thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng bên dưới nhất này chính là phần mô tả của video này hướng dẫn cách chỉnh sửa xuất bản video à tiếp theo để xem tiếp phần bên dưới thì chúng ta nhấn vào cái mũi tên này cái mũi tên chỉ xuống đây chúng ta nhấn vào đây những cái dòng xanh xanh này chính là những cái link mà mình đã để để cho các bạn có thể tải cái ứng dụng về hoặc là dẫn tới một cái trang kênh nào đó thì kênh của mình hoặc là bất kỳ một kênh nào đó người ta cũng làm như vậy Thì nếu như bạn nào chưa biết phần uh, mô tả của video Thì các bạn uh, sẽ uh, xem kỹ cái phần này nhé Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải Đây thì mình có để một cái uh, đường link để tải cái ứng dụng Tải cái phông chữ thư pháp này về Đây chúng ta chỉ việc nhấn vào đây Nhấn vào cái uh, đường link xanh xanh này Chúng ta nhấn vào thì nó sẽ dẫn tới một cái trang mà ta có thể tải về Có thể download cái phông chữ này về Chúng ta chỉ việc ấn vào tải về là xong Rồi khi chúng ta tải về xong Thì đây là một cái tiệp tin nén Thì các bạn phải giải nén ra nhé Thì để giải nén thì chúng ta vào cái ứng dụng uh, Tiệp tin, duyệt tiệp tin của chúng ta Thì đây mình có dùng cái ES duyệt tiệp tin này Thì chúng ta chỉ việc vào cái phần download Download và tìm tới cái uh, phần... Uh, không chữ việt hóa mà chúng ta vừa tải về đó à tệp tin này nó là tệp tin zip nhé đây chính là cái tệp tin này chúng ta chỉ việc nhấn vào đây chúng ta nhấn và giữ nhấn và giữ rồi rồi tiếp theo ta nhấn vào cái dấu ba chấm này rồi đây nó có phần giải nén này giải nén chúng ta ấn và giải nén ok áp dụng đè lên đây mình đã giải nén rồi bây giờ mình sẽ ghi đè lên đè lên luôn đó khi nó giải nén rồi thì chúng ta mới loát vào được nhé Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cách loát Chúng ta sẽ vào ứng dụng cắp cắt Đây ứng dụng cắp cắt này Chúng ta nhấn vào Thì đầu tiên khi chúng ta muốn làm một cái video uh, Ghép ảnh, ghép hình hay chỉnh sửa gì đó Thì chúng ta nhấn vào dấu cộng này à, Mình lấy ví dụ Cái video này của mình Mình ấn thêm này Rồi Bây giờ mình sẽ viết chữ Ta nhấn vào chỗ tạo văn bản này nhấn vào đây thêm chữ rồi bây giờ ta chỉ việc viết thôi bây giờ mình ví dụ mình sẽ viết chữ mẹo vặt ok rồi bây giờ mình phóng lớn nó một chút thì uh, trên cái ứng dụng này nó cũng có rất nhiều cái phông chữ rồi nhưng mà đặc biệt nó lại chữ tiếng việt nó lại hạn chế thì chúng ta ấn vào chữ hai chữ a lớn a nhỏ này phong cách đây chúng ta nhấn vào ta có thể thay đổi cái màu sắc của chữ nhé đây nhấn vào phong cách này ta có thể thay đổi màu này đó nó cũng có rất nhiều cái đẹp hiệu ứng này à, ok đó thì bây giờ mình thêm chữ thư pháp vào thì ta chỉ việc ta cũng ấn vào chỗ phong cách này ta nhìn thấy cái dấu cộng ở góc góc phải này chúng ta nhấn vào đây nhé nhấn vào đây và chúng ta nhấn vào chỗ Tải tệp tin lên Chúng ta nhấn vào Rồi thì uh, ta sẽ tìm tới cái phần uh, Mà chúng ta tải Và giải nén xong Đây chúng ta nhấn vào cái dấu ba chấm này Chúng ta có thể vào es duyệt tệp tin Hoặc là các bạn có cái phần uh, File của bạn này cũng được Chúng ta nhấn vào Đây thì nó sẽ hiện lên đây rồi Phong 278 chữ Thì cái phong chữ này nó có 278 kiểu chữ Chúng ta nhấn vào và chọn cái này nó, mình phải chọn từng chữ từng chữ một nhá à, bây giờ mình ví dụ mình sẽ chọn vào một cái phông chữ thư pháp chẳng hạn à, cái phông chữ này rất nhiều các bạn hỏi là cách lót như thế nào thì bây giờ mình sẽ tìm thấy phông chữ thư pháp để mình lót đây thư pháp an thiên đi chúng ta nhấn vào nó và chúng ta nhấn hoàn tất đó thì mình đã thêm rồi thì bây giờ để đổi cái chữ này thành chữ thư pháp thì chỗ này nó không có đâu các bạn kéo sang nhé các bạn lấy tay kéo sang, kéo sang, đây à, nhận phông chữ, nhập phông chữ, đây chúng ta nhấn vào chỗ nhập phông chữ này, đây thì các cái phông chữ mình loát thì nó sẽ nằm hết ở đây, đây ví dụ cái chữ thư pháp này, đó chữ thư pháp, chữ thư pháp này thì do mình để nó nó to quá nó không hiện, đây hoặc là chữ này mình chọn này. thư pháp này, đó, đây tất cả cái kiểu chữ loát vào nó nằm ở đây, còn cái kiểu này thì uh, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại. đó ví dụ như là cái chữ mà nó nó bị lỗi là nó không nhận nhé. nhẹ vặt này. Đó. đó cái chữ này thì nó đang bị uh, lỗi một chút, chúng ta viết lại ví dụ mình viết chữ văn bản thì nó sẽ hiện đây là chữ thư pháp luôn đây. ví dụ mình viết chữ chia sẻ chẳng hạn chia sẻ kinh nghiệm ok đó mình đã có cái chữ thư pháp như này và ta vẫn có thể đổi thêm thành cái màu chữ khác nhé Đây, phong cách này ta có thể nhấn vào hiệu ứng này nó có rất nhiều cái hiệu ứng đây. hiệu ứng động Đây, ví dụ này. đó chúng ta chọn vào một cái hiệu ứng động nào đó cho nó chạy Đây, rồi chúng ta kéo cái thanh này ra cho nó chậm lại một chút đó ví dụ như vậy À ta ấn vào đây để chúng ta xoay cái chữ nhá. Cái chữ nó bị uh, lệch thì chúng ta xoay. Ok. Nó do cái chữ bên dưới mình để nó mình xóa đi. Rồi đây cái chữ bên trên này. Chia sẻ kinh nghiệm. Rồi chúng ta sẽ uh, chọn hiệu ứng cho nó. Thế cái nào đẹp, màu nào đẹp thì chúng ta chọn nhé. Đó rất là đơn giản. Ta có thể thêm cái phong chữ thư pháp. Hoặc là bất kỳ một cái phong chữ à, tiếng Việt nào đó vào cái à, ứng dụng CapCut này. Rất là đơn giản. nó Và video hướng dẫn của mình xin được dừng tại đây. À, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn có thể thêm được những cái mẫu chữ à, đẹp ưng ý cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.